Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đồ DA. Thưa các bạn, trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến anh em dự án WC. Như anh em có chia sẻ lại đây là kèo tiền tươi. Khi anh em chơi đạt 10 đô phí thì anh em sẽ được claim 100 token. Theo giá token WBS bây giờ hiện nay thì nó đang có giá là 0,02, như vậy anh em sẽ nở được 10 đô. Đấy, cái kèo này thì chia sẻ thật với anh em là admin thì cũng cái kèo này thì mình cũng chưa dám nói là tiền tươi luôn, nhưng mà anh em nói đây là kèo tiền tươi thì mình có thể là mình sẽ ghi là kèo tiền tươi cho anh em, nhưng mà sẽ mất phí, vì vậy anh em cân nhắc khi người ta tham gia. Em sẽ không chịu trách nhiệm cho cái vấn đề là anh em chơi các thứ ấy đâu, nhưng mình chia sẻ để cho anh em chúng ta biết kèo thôi. Và hiện nay thì rất nhiều KOL cũng đang chia sẻ kèo này với thông tin là kèo tiền tươi. Và với 100 token thì bây giờ anh em sẽ lãi được 10 đô nhé. Đấy thì anh em có thể chúng ta tham gia ngay thời điểm này. Bây giờ các bạn sẽ tham gia như sau. Trước tiên là các bạn sẽ đăng ký với email. Chúng ta sẽ hoàn thành phần captcha nhé. Đấy, chúng ta hoàn thành phần captcha, tôi đó ấn vào nút next. Đây là những cái vạch kẻ đường. Bây giờ thì sẽ có một cái code gửi về cho chúng ta qua email, các bạn trong Gmail lấy code nhé. Nếu mà code không về thì anh em chờ đợi với yêu cầu quyết code mới nhé, được chưa? Có thể trường hợp code không về đấy, anh em lưu ý cho mình. Ta copy code bằng ta nút next nhé. Các bạn sẽ tạo mật khẩu và xác nhận mật khẩu này. Mật khẩu gồm chữ hoa ký tự biệt. Tự biệt có thể thăng A còng vân vân. Giờ ta nút confirm. Tiếp theo là các bạn sẽ điền mật khẩu để chúng ta đăng nhập luôn nhé. Đăng nhập thì các bạn cũng sẽ cần phải nhập lại một lần nữa với phần code và chúng ta nút Varina. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ bắt đầu làm cái công việc. Trước tiên là chúng ta sẽ ấn vào phần Spot này. Ta có thể nạp tiền với USDT lên trên sàn nhé, USDT hoặc BNB cũng được. USDT thì các bạn chọn là BEP20 hoặc là Polygon, nhưng mà tốt nhất là các bạn nạp BEP20, USDT mạng BEP20. Thì phí rút hiện nay các sàn chuyển sang cũng rất là rẻ thôi. Với mạng BEP20 các bạn chuyển từ Bybit hay là chuyển từ Bitget hay là Binance thì đều rất là rẻ. Hoặc là anh em có thể nạp một cái đồng coin khác, ví dụ là anh em nạp Tron các thứ sang cũng được, Tron ra cũng được. Ở đây hỗ trợ cả nạp Tron này. Đấy, nạp Tron thôi là các bạn chơi thôi, chúng ta vào phần Spot chúng ta chơi này. Được chưa? Đây một cái rất đơn giản anh em nhìn thấy này, ở đây phần đăng ký này anh em sẽ có đăng ký phí đạt 10 đô này, anh em sẽ được nhận được 100 WBS này. Thì ở đây anh em nhé, em thì kiểm tra trong phần này này. Ta ấn vào phần Test Center nhé, trong phần Test Center nó sẽ có phần này. Đấy. Ta chỉ cần đạt phí 100 WBS là đáp ứng điều kiện thôi. Còn lưu ý với anh em là chúng ta sẽ cần phải KYC, thì KYC các bạn có thể ấn vào đây, có thể là ấn vào đây thì sẽ có phần EFT hoặc là ấn vào KYC ngay đây cũng được. Ta sẽ cần KYC thì KYC mình cũng sẽ dẫn sơ cho anh em. Ở đây chúng ta có hai hình thức KYC. Thứ nhất là chúng ta có KYC thông thường và KYC nâng cao, thì chúng ta chỉ cần KYC thông thường là được rồi. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ điền tên đến quốc gia này, ví dụ ở đây là Việt Nam này, được chưa? Việt Nam này. Đây là họ này. Đây là tên và tên đây là tên chúng ta nhé, còn middle name là tên đệm nhé. Ví dụ mình Trần Văn A chẳng hạn, thì ví dụ cái Trần thì sẽ viết ở first name này. Văn thì sẽ ở đây này và A thì sẽ ở phần last name này. Rồi ở đây thì ta chọn có ba hình thức KYC là chứng minh nhân dân, hộ chiếu và bằng lái xe nhá, driver license bằng lái xe này, ID card là chứng minh nhân dân, passport hộ chiếu và driver license bằng lái xe. Đây mình chọn passport, còn nếu anh em chọn ID card thì ở đây này, được chưa? Ta điền vào đây nhé. Đó. Sau đó chúng ta nút submit các thứ đã xong rồi. Đây các bạn thấy là KYC khá nhanh nhá, KYC thông thường khá nhanh này. Điền thông tin là nó verify luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ KYC nâng cao, upload hình ảnh của chứng minh nhân dân, các công dân, hộ chiếu này. Đối với KYC nâng cao này thì mình không biết là có yêu cầu trong trình AROP không, nhưng mà đây mình sẽ mở cho anh em. Cụ thể thì tốt nhất là mình sẽ mở cho anh em xem qua, thì khả năng là KYC nâng cao thì không cần đâu, chỉ cần điền cái thông tin kia được rồi. Thế nên KYC nâng cao khả năng không cần. Đây là phần link mời à. Đây là test central rồi. Đấy, KYC nâng cao thì khả năng không cần anh em ạ. Đấy. Thế là KYC nâng cao mình nghĩ không cần đâu. Đó. Bây giờ nếu mà cái KYC nâng cao đơn giản thôi, bây giờ các bạn chọn user quốc gia khác này. Rồi address này, up thông tin lên.
chọn quốc gia là Việt Nam rồi, nó mặc định như rồi. Bây giờ up mặt trước của chứng minh nhân dân hộ chiếu lên, sau đó là lách. Rồi phần tiếp theo quét khuôn mặt thôi. Đấy, đơn giản rồi, nhưng mà chắc cũng cần cái KYC nâng cao thôi anh em ạ. Khả năng là chỉ cái KYC cơ bản thôi, quét khuôn mặt thôi, người ta vào unpad đi, xong là xoay khuôn mặt xoay quanh cái khung hình này là xong, được chưa? Rồi, các bạn thấy là mình upload thông tin thành công rồi, bây giờ mình ấn nút lệnh nữa. Đấy, các bạn để nguyên cái dòng trạng thái này, chờ một lát là nó sẽ KYC nâng cao luôn cho các bạn luôn. Rất là dễ. Đấy, và rất nhanh đúng không ạ? Đây này, mình trở lại với cái này thì khả năng một lát nữa, đây, mình đi lại trang có khi là xong cả hai này. Resumis, cái gì đây? Trạng thái với cả năm mình chưa xong. Ok. Đấy thì chúng ta cứ làm tương tự như mình là được thôi, cũng dễ mà. Đấy anh em cứ vậy làm thôi. Còn bây giờ chắc mình chia sẻ anh em video hướng dẫn á, còn cái vấn đề sau mình sẽ thông tin anh em sau. Đấy rất là dễ nhá. Còn đối với phần chây phí này, phần chây phí thì ở đây chúng ta có thể mở lại phần test central nhé. Test central ở đây các bạn sẽ theo dõi được cái lượng phí mình đã đủ chưa, nếu bạn có đủ thì nó sẽ hiện tích và có cái nút claim cho anh em. Chúng ta chây phí thì anh em sẽ tính cái phí cơ bản của sàn thôi. Ta vào bên spot này, chúng ta cứ cặp bit chúng ta chây nó đỡ hao nhé. Cặp bit thì nó không hao, nó chỉ hao phí thôi. Đấy thì cứ cặp bit mà chây thôi là nó rất là nhanh thôi. Anh em có 100 đô đi vô một lát là 10 đô thoải mái. Hoặc là đấy anh em nạp vào thì anh em ấy thôi. Còn khi rút tiền ra thì mình sẽ lựa cho anh em luôn này. Rút tiền ra thì ví dụ anh em rút USDT thì mình sẽ thử xem nào, thử thử xem nào. Ở đây khi rút tiền thì anh em yêu cầu là người ta phải xác minh số điện thoại, chúng ta chọn ít nhất một hai phương thức, thứ nhất là email và thứ hai là bảo mật FA. Thì chúng ta sẽ ấn vào phần Berlin này. Berlin ở đây thì chúng ta nên dùng bảo mật FA nhanh nhất nhé, bảo mật FA. Ta ấn vào đây Berlin này. Được chưa? Khi tạo bảo mật thì chúng ta sẽ nút xin đây này. Đấy, xác thực này. Sẽ có code của chúng ta qua email này. Rồi, chúng ta sẽ dùng tải một ứng dụng về nữa là chúng ta quét mã QR ứng dụng Google Authentic ấy. Quét mã QR xong, bây giờ phần with này. Bây giờ tạo thêm cả mật khẩu giao dịch nữa, chúng ta vào go to setting nhé. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái mật khẩu funding, ở đây có phần setting này, funding password này, chúng ta vào đây chúng ta tạo tạo mật khẩu dễ nhớ thôi. Đây, with này, mình sẽ thử nhé. With với USDT này. USDT thì BEP20 phí rồi, phí 0.8 này. Polygon này, Polygon 0.95 này. Cũng rẻ nhỉ. Ở đây thử xem tròn này, rút tròn làm như thế nào nhé. Tròn TRC20, TRC20 thì phí là 11. Đấy. Nói chung là phí nó sẽ rơi tầm khoảng 1 đô với các tất cả cái những cái cặp coin BNB rồi nào. BNB được 0.0025. Đấy, chúng ta có thể rút ra BNB. Đó, mình các bạn thấy là cái phí BNB rất là rẻ nha, anh em có thể rút ra BNB, rút BNB là hợp lý này. Rồi ngoài ra ấy, thì có thể là rút ra một cái con khác không có ngoài nha, ARB nha. ARB không có ARB, nói chung là rút ra BNB nha, chúng ta rút biên là BNB. Đấy, còn phần chay thì anh em cứ cắp ít mà chay nhá, đấy là cái kinh nghiệm chia sẻ với anh em. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn anh em tham gia vào dự án này. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.